Chiều nay, tại phủ chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thân mật tiếp chủ tịch thượng viện Mexico José González Morfín đang có chuyến thăm Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của chủ tịch thượng viện Mexico José González Morfín và phu nhân, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp vốn có giữa hai nước. Chủ tịch nước đánh giá cao sự ủng hộ quý báu của nhân dân Mexico đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam trước đây, cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước hôm nay. Và khẳng định, mối quan hệ tốt đẹp cùng với sự tương đồng về chính trị giữa hai nước sẽ là cơ sở quan trọng thúc đẩy sự hợp tác song phương lên một tầm cao mới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện chiếm khoảng 1 tỷ đô la Mỹ là chưa tương xứng với tiềm năng. Với tình cảm vốn có, tích cực ủng hộ nhau trong các diễn đàn khu vực và thế giới, hai nước cần tăng cường thúc đẩy sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Chủ tịch Thượng viện Mexico José González Morfín cảm ơn những tình cảm quý mến mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho ông trong những ngày vừa qua. Ông José González Morfín cũng cho biết, ông không chỉ khâm phục với những gì mà đất nước Việt Nam anh hùng đã làm trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, mà còn ngưỡng mộ với những kết quả của công cuộc đổi mới hôm nay. Nhân dân Mexico luôn hết lòng ủng hộ nhân dân Việt Nam, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và mong muốn trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương.